Xin chào các bạn đã quay lại với kênh channel của mình là Xin. Và chủ đề hôm nay của mình đó là sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để đánh bóng một hình xăm như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha mực và cách đánh bóng hình xăm luôn. Nào chúng ta cùng làm nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị 3 chung mực. Và mực mình dùng đó là Dynamite TPK. Cái loại này nó sẽ đen nhất. TPK loại Dynamite này sẽ đen nhất. Và nước pha này do mình làm. Thì các bạn cái chung đầu tiên này là các bạn để mực đen nguyên chất. Cái chung thứ hai thì thường mình sẽ để là 50%. Nhưng mà hôm nay mình chuyển thành là kiểu nếu mà đánh cho dễ nhất thì để 30 thôi, 30 mực đen và 70 mực nước pha. Còn cái chung cuối cùng thì mình để tầm 2 đến 3 giọt làm đánh độ mịn nhất. Bây giờ mình chỉ các bạn pha luôn ha. Và cái chung đầu tiên này nha. Đây, em quay lại. Cái chung đầu tiên này là mình để là mực nguyên chất nha. Đây mình sẽ mực thì lúc nào các bạn cũng phải lắc lên. Lắc cái này để giúp cho cái đáy mực á, mực ở thường nó bị động xuống đáy, mình phải lắc lên để cho nó đều mực. Chung đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem. Đó, mình để đây luôn. Còn xăm hôm nay mình xăm bao nhiêu thì xăm mình chế thôi. Nói chung chung đầu tiên thì mực nguyên chất, chung thứ hai thì mình cho là 30%. Đây 30% này. Rồi, chung thứ ba thì mình cho 1-2-3 giọt thôi. Rồi tiếp theo là mình dùng nước pha mà không cần lắc gì hết, mình chỉ châm như thôi. Thì bao đây mình có mực đen rồi, mình chỉ châm cho nó đầy thôi. Rồi mình phải dùng trong một cái máy, gọi là cái máy của mình cũng hư rồi, cái máy gọi là nước máy pha mực ha, để cho nó đều lên. Đó. Cái máy này thì các bạn mua chừng tầm 200-300 ngàn à, cũng rẻ không có mắc. Xong rồi, vậy là xong. Sau đó là mình bắt tiến hành làm ha. Rồi hôm nay là đây là khách xăm của mình. Và hôm nay mình sẽ khai những hình xăm của mình các bạn. Đây. Hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn đánh khối từ đậm ra nhạt như thế này. Và làm trên da thiệt luôn nha, trên khách xăm của mình luôn. Và sẽ hướng dẫn cho các bạn, như các bạn hỏi mình là cách đánh như thế nào thì rất là đơn giản. Hồi nãy mình đã chỉ các bạn pha mực rồi. Bây giờ thì đánh những bước đánh vô da thôi. Nó cũng không khó lắm đâu. Và hôm nay mình tiến hành làm ha. Ok. Bây giờ là mình tiến hành làm ha. Mình dùng máy là máy Thunder. Loại này nó giống như cái Ben nha các bạn. Nó dùng kim đạn. Kim mình dùng là kim fit. Kim này thì nó sắc, dùng rất là tốt, các bạn hãy dùng thử đi. Nó hơi mắc tí nhưng mà cũng ok. Bây giờ mình tiến hành gắn kim và làm ha. Thì các bạn dùng máy kiểu loại mà máy dùng kim đạn này rất là tiện, khi các bạn gắn vô vậy là dùng thôi. Mình sẽ làm một clip nói về các dòng máy cho các bạn chưa biết về xăm, các bạn đang muốn học xăm mà tại nhà thì không đành mấy cái loại này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi chúng ta tiến hành làm ha. Các bạn nhớ làm là phải đeo bao tay nha, để tránh những cái mực máu của khách nữa, vừa cho mình và vừa cho khách luôn. Việc đầu tiên thì các bạn sẽ dùng cái chung này trước nè. Cái chung là thường thường các bạn sẽ nghĩ là mình sẽ đánh đậm trước rồi nhạt sau là sai nha. Khi mình đánh nhạt sẽ không bao giờ đều được hết. Các bạn phải dùng cái chung mà mực mà pha mà lạc nhất. Các bạn đánh vô vùng này. Đây các bạn đánh vô vùng này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh như thế nào luôn. Đầu tiên mình sẽ lấy mực ở vùng này và mình đánh nha. Đó, các bạn đạt máy để cho nó hút mực vô. Ok. Được không đâu? Được. Nghe đẹp nhất luôn đó. Ừ, cho anh nha. Ok. Rồi mình sẽ đánh khối này trước nha. Đầu tiên các bạn sẽ dùng mực pha này, các bạn đánh ở vị trí ở giữa nè, ở giữa khối nè. Ha. Để mình chỉnh kim ngắn lại chút. Đó, một pha mà rất đậm nha mọi người. Các bạn dứt ra. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đánh một phút, là các bạn biết đánh như thế nào liền.
Đây là cái nước pha cuối cùng của mình nha, 3 giọt nha, bạn nhớ. Mình sẽ đánh từ từ thôi. Mọi người nhớ đánh đừng có gấp quá, đánh gấp quá có khi là nó không có vô nữa. Hôm nay là vị khách của mình chắc là chịu đựng để cho mình làm cái video này. Bạn xem nhớ like, share cho mình để ủng hộ tinh thần cho anh đó luôn. Đó. Vì sao là mình đánh cái mực pha này trước, khi mà đặng đánh ở ngoài viền này không có lo mà mình bị đậm hơn ở trong hay gì hết. Đó. Bây giờ mình dứt cái viền nè, cho nó ngay nè. Rồi ok. Rồi. Tiếp theo là bây giờ mình đánh ở phần này là cái mực nước pha thứ hai, nước pha là 30-70 nha. Các bạn chưa một khoảng trống như thế này để cái phần trong này để mình đánh nước cuối cùng là nước mực nguyên chất ha. Rồi trước tiên là mình nhớ mình check Vaseline nha. Đây. Rồi đánh như thế này cho mình. Ở đầu mình dứt ra giống như vậy, nhưng mà cái độ trải kim á, độ trải kim này nó không được ra tới đây nha, mà nó điểm dừng của nó là nằm ở đây thôi, có nghĩa là các bạn trải kim từ đây thôi. Đây các bạn nhìn mình đánh nè, các bạn trải kim ngắn hơn ở độ trải kim đầu nha. Cái này việc này gọi là việc trồng lớp mực đơn giản nhất và hiệu quả nhất khi các bạn đánh khối nhật. Nhật cổ thì cái việc đánh khối nhiều bạn thấy nó rất là khó, nhưng thực ra không có khó đâu, đơn giản vậy thôi. Đó. Ok, cuối cùng là phần đây, các bạn thấy độ mịn nè, khi mà nó lột ra chắc chắn là khi lột ra nó sẽ có độ mịn đậm nhạt, từ đậm ra nhạt nè. Bây giờ phần ở trong cuối cùng đây, đây em quay lên giùm anh. Đây phần ở trong cuối cùng này á là mình dùng nước pha nguyên chất, mực nguyên chất, mực không pha nha các bạn. Đầu tiên á rồi mình đánh ngay mép luôn, việc này đơn giản rồi, mực cuối cùng này đơn giản rồi. Và mình cũng nói các bạn luôn là việc đi kiêng không nên đi quá sâu, để tránh trường hợp là mình trồng mực như thế này nó gây mà dày. Các bạn đi mà kim chạm da và độ nghiêng vừa phải là 45 độ. Đây độ máy 45 độ nó sẽ như thế này. Đây độ 45 độ như thế này các bạn trải kim thì sẽ tránh trường hợp các bạn bị mà dày hoặc là không vô mực hoặc cái gì đó. Cái vùng cuối cùng thì các bạn cứ trải ngắn hơn thôi, ngắn hơn cái vùng hồi nãy, đừng có trải ra ngoài nha. Đây đó, ok rồi. Đây mình lau cho các bạn xem. Đây là chuyển thông từ đậm ra nhạt, đơn giản nhất và hiệu quả nhất, rất là đều. Khi nó lột mài ra các bạn xem nè, đó đây là cách nó bị nổ, nó bị nó mục. Đây lột mài ra từ đậm ra nhạt như thế này rất là đơn giản, các bạn làm rất là đơn giản, không có gì hết. Đây lột mài ra sẽ như thế này. Không có gì khó hết. Ok. Vậy là mình đã đánh xong cái hai khối nè các bạn. Đây là hai khối như này, may nhật cổ nè.
đó, mình đánh mini cổ thì mình chưa đánh gì. Cổ bóng mờ khi nó lột mài ra sẽ mịn ra. Đây, các bạn nhìn kỹ nè. Ok, đó là cách đơn giản nhất khi các bạn đánh bóng. Và việc đánh bóng thì nó không có gì là khó đâu. Cứ làm theo cách của mình. Các bạn đánh từng lớp một và chia mật ra giống như mình chỉ. Thì đánh việc đánh bóng, dù các bạn đánh hình Âu, hình Á thì rất là đơn giản. Đánh hồi xưa các bạn, mình cũng vậy, mình đánh khối, mình nghĩ là rất là khó. Nhưng mà khi mà mình hiểu được nguyên lý của nó và mình đánh được nó thì điều đó rất là dễ. Đâu rút mình đánh cảm thấy thích thú lắm. Và có gì điều gì thắc mắc các bạn không biết được á, khi các bạn coi clip các bạn không hiểu hết á, thì các bạn có thể inbox của mình ở Facebook. Facebook mình là avatar giống như cái hình trên YouTube luôn nha. Và Facebook của mình là Huỳnh Tài. Và các bạn phải like, share, subscribe để ủng hộ kênh cho mình. Và video tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách vào màu. Và cách vào màu hiệu quả nhất, những cái màu khó là những màu nào, những màu dễ là những màu nào. Và hướng dẫn các bạn phối màu như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Mình là Xin đến từ Xin Tattoo.